Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh HHT Quý Thắng. Trong buổi công chiếu ngày hôm nay, mình sẽ có một buổi review vô cùng hấp dẫn về bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5, cụ thể là tập 197. Đây là một tập phim vô cùng đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những giây phút giải trí tuyệt vời. Mình sẽ đi sâu vào phân tích nội dung, diễn xuất của các diễn viên, cũng như những điểm nhấn đặc biệt trong tập phim này. Vì vậy, hãy cùng mình khám phá xem tập 197 của Đấu Phá Thương Khung phần 5 có gì hấp dẫn nhé. Ở cuối tập trước, sau khi xa phía chân trời, bóng dáng ba người đan vào nhau như những tia chớp. Lần lượt chạm vào rồi tách ra, đấu khí mênh mông tạo thành từng gợn sóng hình tròn khuếch tán ra xung quanh. Từng vòng lan ra hàng ngàn trượng, trong phạm vi đó không có bất kỳ cường giả nào dám bước chân vào. Sự đáng sợ của nó thậm chí có thể trực tiếp bóp nát một cường giả đấu tôn. Bóng người lần lượt giao thủ, ba thân ảnh liên tục lùi lại bước, ngay cả không gian cũng sụp đổ tạo thành một cái hố đen ngòm. Dược Trần, linh hồn của ngươi có lực lượng cường đại thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể lấy một đánh hai à? Ổn định thân hình, Thiên Minh lão yêu kiềm chế khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, cười lạnh nói với Dược lão đứng cách đó không xa. Một bên, Cốt U cũng cười lạnh, bàn tay không kìm nổi mà run lên nhẹ nhẹ. Trong lòng cũng thoáng có một chút chấn động, hắn hiểu được. Hôm nay nếu chỉ có một mình hắn, thì có lẽ đã không phải đối thủ của Dược lão, lực lượng linh hồn của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, lực chiến đấu của luyện dược sư cũng tương đối mạnh, chắc hẳn nguyên nhân của việc này là do lực lượng linh hồn. Phàm linh thiên đế, bốn loại đẳng cấp phân chia linh hồn lực, chỉ sợ Dược Trần đã bước vào cấp thiên. Với trình độ như vậy, sợ rằng tìm khắp Trung Châu cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Ánh mắt Cốt U hơi lóe lên, sát ý trong lòng cũng càng lúc càng nồng đậm. Hôm nay, phải giải quyết lão già này bằng mọi giá. Nếu không, mai sau không chừng hắn sẽ là một mối họa lớn. Thiên Minh lão yêu, không để cho hắn có cơ hội thở dốc, giết hắn đi. Hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Cốt U ánh mắt âm lãnh, quát lạnh. Nghe vậy, Thiên Minh lão yêu cũng gật đầu, cười quái dị, nói. Chỉ cần nghĩ đến việc có một bán thánh cao cấp như ngươi chết trên tay lão phu, trong lòng lão phu thật sự rất kích thích đấy. Tiếng cười vừa dứt, thủ ấn trong tay Thiên Minh lão yêu chợt thay đổi, đấu khí màu xám ùn ùn tuôn ra từ cơ thể, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ chừng trăm trượng. Tuy không có khuôn mặt thực sự nhưng đạo hư ảnh này lại phát ra một khí tức vô cùng đáng sợ. Thiên Minh lão yêu phải mạnh tay, hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn cũng theo đó mà động. Bàn tay khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ hung hăng chụp về phía Dược lão. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ trên bàn tay của hư ảnh, Dược lão cũng không dám chậm trễ. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng trào ra, rồi hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ hơn trăm trượng, đánh mạnh về phía hư ảnh kia. Hai bên va chạm, tiếng nổ như sấm rền vang vọng trên bầu trời. Bão năng lượng kinh khủng thổi quét ra từ nơi tiếp xúc, trực tiếp san bằng một ngọn núi gần đó. Bão năng lượng khuếch tán ra xung quanh, ngay cả Thiên Minh lão yêu cũng bị tác động. Cước bộ liên tiếp lui lại phía sau, ngay cả hơi thở đều bị kìm hãm, khuôn mặt vốn đã trắng giờ lại càng trắng hơn. Dù vậy, tuy Thiên Minh lão nhân chật vật nhưng tự nhiên Dược lão cũng sẽ không dễ chịu. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, khi lão vất vả áp chế xuống thì một bóng đen lại lao đến. Trường phong sắc bén âm hàn tuôn ra dữ dội, làm lão không thể không tiếp tục chống đỡ. Tiếp tục cứng đối cứng với Cốt U một lần nữa, cho dù thực lực cường hãn như Dược lão cũng không nhịn nổi nữa, máu chợt trào lên miệng. Nhưng cuối cùng lại bị lão cắn răng nuốt lại. Ba người ở cùng một cảnh giới, hai tên kia lại chơi chiến thuật tiêu hao, rõ ràng Dược lão không phải là đối thủ. Khi Dược lão đang cố gắng áp chế thương thế trên người, phía xa trên quảng trường đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn. Lão vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Thải Lân đã biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng, bị Tam Thiên Tôn một chiêu đánh bay. Kinh lực đáng sợ của cường giả bán thánh, trực tiếp đánh nát lớp vảy cứng rắn trên người Thất Thải Thôn Thiên Mãng, máu tươi túa ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thải Lân. Thấy Thải Lân bị Tam Thiên Tôn đả thương, Tiểu Y Tiên cũng biến sắc, cực kỳ tức giận nhìn về phía Tam Thiên Tôn. Thân thể nàng chợt động, lướt nhanh về phía lão, một viên châu màu nâu xám to bằng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ách Nan độc kình. Hàn mang chớp động trong mắt Tiểu Y Tiên, một chất lỏng màu nâu xám chỉ lớn bằng ngón tay đột nhiên bay ra từ độc đan. Chất lỏng vừa xuất hiện, mảnh không gian kia liền bốc lên một trận khói trắng, bắn mạnh về phía Tam Thiên Tôn. Với tốc độ của Tiểu Y Tiên thì tất nhiên không thể trốn được cảm giác của Tam Thiên Tôn. Khi chất lỏng màu nâu xám kia bắn ra, trước mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tam Thiên Tôn xoay người phất tay áo lên, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên. Nhìn tay áo có vẻ yếu ớt nhưng thực ra lại cứng rắn như kim cương, trực tiếp đánh cho Tiểu Y Tiên hộc máu bay về phía sau. Dù vậy, tuy người bị đánh bay, nhưng đạo chất lỏng màu nâu xám kia đều bắn hết lên tay áo của Tam Thiên Tôn. Ống tay áo lập tức hóa thành cho tàn, nọc độc như đỉa đói thấm vào tay Tam Thiên Tôn làm cho phần da thịt nơi đó trực tiếp bị ăn mòn. Thấy loại độc này hung mãnh như vậy, thậm chí ngay cả đấu khí đều không thể chống chọi, sắc mặt Tam Thiên Tôn lập tức biến đổi. Nhưng lão cũng là kiểu người tàn nhẫn,
bàn tay vung lên trực tiếp gọt đi đoạn thịt bị kịch độc dính phải, lộ ra cả xương tay trắng hếu. Có thể khiến cho bản tôn phải chủ động cắt thịt, ngươi cũng khá bản lĩnh đấy. Nhưng điều này phải dùng mạng của ngươi để đền bù. Nhịn xuống sự đau đớn trên cánh tay, Tam Thiên Tôn tàn nhẫn nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang bay ngược lại. Thân hình lão chợt động định đuổi đến, nhưng một thân ảnh xinh đẹp màu xanh lại nhanh chóng lướt đến, đấu khí bùng phát ra ngăn cản lão lại. Châu chấu đá xe. Thấy Thanh Lân ngăn cản, Tam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Ba người liên thủ hắn còn không sợ, huống chi chỉ có một mình Thanh Lân. Tuy Bích Xà Tam Hoa Đồng cường hãn nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì nó chỉ là mấy thứ bảng môn tà đạo mà thôi. Đối mặt với thế công hung hãn của Tam Thiên Tôn, Thanh Lân cắn răng kiên trì. Nhưng rất hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn ở thế hạ phong, nếu không phải có Bích Xà Tam Hoa Đồng tương trợ thì chắc nàng đã sớm trọng thương rồi. Nhưng dù như vậy, chuyện bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, gần như cả tinh giới đều lâm vào chiến đấu kịch liệt, nhưng hiển nhiên vòng chiến quan trọng nhất vẫn ở hai chỗ Dược Lão và Tam Thiên Tôn. Ai cũng hiểu, nếu để cho những cường giả bán thánh này ra tay thì sẽ là những đả kích mang tính hủy diệt. Và lại, xem cục diện giữa hai bên, rõ ràng Dược Lão và mấy người Thải Lân đều đã rơi xuống hạ phong. Ha ha, Dược Trần, đến giờ mà ngươi vẫn muốn chống trả sao? Trên bầu trời, Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu từng bước ép sát. Khuôn mặt Dược Lão rõ ràng đã lộ vẻ mệt mỏi, công thủ đã không bằng lúc đầu. Hiển nhiên, đối mặt với xa luân chiến của hai người, Dược Lão đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Ngay khi Dược Lão ngưng thần ứng đối thì không gian phía xa chợt vang lên một tiếng động nặng nề. Lúc này, rốt cuộc Thanh Lân đã không chống đỡ nổi sự tiến công của Tam Thiên Tôn, bị lão ta bắt lấy sơ hở đánh bay về phía xa. Thậm chí ngay cả hư ảnh của thiên xà sau lưng nàng cũng gần như bị đánh tan. Phân thần lúc chiến đấu là một hành động không hề khôn ngoan chút nào. Một màn này làm trong lòng Dược Lão chợt lạnh, động tác cũng chậm đi một nhịp. Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện phía sau một cách quỷ dị, hung hăng đánh lên lưng lão. Người của Tinh Vẫn Các, Dược Trần đã thua, nếu các ngươi còn muốn chống trả thì lão phu cũng chẳng ngại huyết tẩy nơi này. Đánh ngã Dược Lão, Thiên Minh Lão Yêu lăng không đứng trên bầu trời, ánh mắt âm trầm đảo qua bốn phía. Giọng nói tràn ngập sát ý vang vọng bên tai tất cả những người có mặt tại đây. Nghe được tiếng quát lạnh của Thiên Minh Lão Yêu, tất cả mọi người trong tinh giới đều bị kiềm hãm. Sắc mặt hầu hết cường giả của Tinh Vẫn Các đều trở nên u ám và tuyệt vọng. Nhìn một màn này, những cường giả đến xem cuộc chiến đều trở nên ưu tư. Xem ra hôm nay, Tinh Vẫn Các phong quang nhất thời sẽ bị hủy diệt trong tay Minh Hà Minh và Hồn Điện rồi. Thấy tinh giới đã yêu lặng đi rất nhiều, Thiên Minh Lão Yêu cũng cười đắc ý một tiếng. Sau đó, lão vung tay lên nhìn Dược Lão đang dãy dụa đứng dậy dưới đất, quát lạnh. Dược Trần, hãy nhớ kết cục hôm nay đều do ngươi gieo gió gặt bão, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dược Lão lau đi vết máu trên khóe miệng, dữ tợn nhìn về phía Thiên Minh Lão Yêu, một chút điên cuồng chợt lóe lên trong mắt. Giết hắn đi, miễn cho để lâu sinh biến. Cốt U cũng gật gật đầu. Gì vậy? Một tiếng nổ bất ngờ làm cho Thiên Minh Lão Yêu và Cốt U đều biến sắc, nói. Một biển lửa nhanh chóng lao đến, giọng nói lạnh lùng quen thuộc cũng đột nhiên vang vọng trong mảnh không gian này. Hôm nay, bên trong tinh giới này, bất cứ kẻ nào không phải người của Tinh Vẫn Các, giết. Khi tiếng quát lạnh này vang lên, một luồng uy áp phô thiên cái địa nhanh chóng bao phủ cả mảnh không gian này. Cảm nhận được cỗ uy áp này, thân thể Thiên Minh Lão Yêu và Cốt U đều cứng ngắc lại. Trên mặt hai người hiện lên vẻ sợ hãi, tiếng kêu khó tin vang vọng phía chân trời. Đấu thánh? Sao có thể? Dưới vô số ánh mắt chăm chú, biển lửa từ sâu bên trong tinh giới ào ào tràn ra, cuối cùng hội tụ trên khâu trung của mảnh chiến trường này. Biển lửa bốc lên, từ từ tách thành một con đường lửa. Từ trong đó, một bóng người mặc quần áo màu đen, chân đạp sóng lửa, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Viêm. Thiếu các chủ xuất quan rồi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, bên trong tinh giới nhất thời vang lên hàng loạt tiếng gọi khác nhau. Người của Tinh Vẫn Các thì vô cùng mừng rỡ, còn đám người của Minh Hà Minh lại cảm thấy kinh hãi. Tại sao có thể như thế được? Hai năm trước tên tiểu tử này mới gần đạt tới đấu tôn đỉnh phong mà thôi, tại sao bây giờ lại đột phá tới đấu thánh rồi? Lại còn là đấu thánh thật sự nữa chứ? Cốt U không thể tin được nhìn bóng người trẻ tuổi bước ra từ biển lửa kia. Tiếng nói có chút điên cuồng vang vọng trong không trung. Điều này làm cho hắn choáng váng, kinh hãi, thật sự rất đáng sợ rồi. Hắn chính là Tiêu Viêm, không phải đám người kia nói hắn không đáng lo hay sao? Vậy đây là chuyện gì? Ở bên cạnh, khuôn mặt của Thiên Minh Lão Yêu trở lên co quắp, gầm nhẹ nói. Là Bồ Đề Tâm, tiểu tử này chiếm được Bồ Đề Tâm. Ánh mắt Cốt U điên cuồng lóe sáng, một lát sau dường như nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Khó trách, thảo nào hai năm gần đây tiểu tử này hoàn toàn mai danh ẩn tích, hóa ra là đang bế quan đánh sâu vào đấu thánh. Chiến đấu ở trong tinh giới lúc này tạm ngừng nghỉ, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt hoặc sợ hãi, nhìn chằm chằm vào bóng người đi từ trong biển lửa ra. Dưới loại uy áp đáng sợ này,
cho dù là cường giả đấu tôn cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Loại uy áp này còn mạnh hơn gấp mấy lần uy áp của cường giả bán thánh như đám người cốt u. Biển lửa tràn ngập khắp nơi, dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên không trung. Nhìn mảnh tinh giới bị chiến hỏa tràn ngập này, trong con người của Tiêu Viêm dần nổi lên sát ý điên cuồng. Trên không trung, thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở dưới sân rộng. Thân hình Tiêu Viêm hạ xuống hố sâu, đến bên cạnh Dược lão người đầy máu tươi. Nhìn bộ dạng thê thảm của Dược lão, hai mắt Tiêu Viêm lại trở lên cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có người quen thuộc mới biết được, ở trạng thái này Tiêu Viêm là đáng sợ nhất. Ha ha, tiểu tử này, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Chậm thêm một chút nữa chắc ngươi thật sự phải nhặt xác cho bộ xương này rồi. Nhìn đến Tiêu Viêm xuất hiện ở bên cạnh, trong mắt Dược lão bùng lên sự vui mừng vô tận, phun ra mấy ngụm máu tươi mà vẫn cười to rồi nói: "Lão sư, xin lỗi ngài, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi." Tiêu Viêm im lặng, rồi nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó ôm Dược lão bị trọng thương, bay khỏi hố sâu, đặt Dược lão lên thềm đá. Ánh mắt đảo qua, vài vị trưởng lão của Tinh Vẫn Các liền vội vàng bước đến, chăm sóc cho Dược lão. Thải Lân các nàng cũng bị thương, Dược lão lau vết máu ở miệng đi rồi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay khẽ vung lên trong không trung, ba bóng người xinh đẹp liền bay vút đến. Cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống thềm đá bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn ba người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đều có vết máu trên khóe miệng. Nhất là Thải Lân, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp giờ trở nên tái nhợt, máu tươi nồng đậm bao phủ, ngay cả quần áo cũng bị dính sệch sệch. Tiêu Viêm lấy một bộ áo bào đen lớn từ trong nạp giới ra, che trên người Thải Lân, rồi lại lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiểu Y Tiên vẫn còn tỉnh táo. Tiểu Y Tiên nhận lấy rồi nhẹ giọng nói, là do Tam Thiên Tôn của Hồn Điện làm, tên kia là một gã sơ cấp bán thánh. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ mỉm cười, nhưng mà trong nụ cười kia lại lộ ra vẻ dữ tợn cùng âm trầm. Cẩn thận. Khi Tiêu Viêm quay người đi thì Thải Lân mở miệng nói hai chữ cực kỳ suy yếu. Hiện giờ nàng không nhìn thấu được thực lực của Tiêu Viêm, nhưng dù sao đối phương cũng có ba tên bán thánh. Lúc này, Dược lão đã bị trọng thương, không thể nào tham chiến được nữa. Tuy nói thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt nhưng muốn thắng lợi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tiêu Viêm mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía mấy trưởng lão của Tinh Vẫn Các ở xung quanh. Trong đó có không ít gương mặt xa lạ, hẳn là khi hắn bế quan rồi mới gia nhập Tinh Vẫn Các. Mà đối mặt với Tiêu Viêm, những trưởng lão ngày thường có chút cao ngạo này đều vội vã cúi đầu cung kính. Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Tiêu Viêm mơ hồ tràn ra khiến cho tất cả bọn họ phải run rẩy. Chăm sóc để ý bọn họ cho tốt, tiếp theo các ngươi không cần ra tay nữa. Vâng thưa thiếu các chủ. Nghe thế, phần lớn cường giả của Tinh Vẫn Các đều cất giọng đáp. Sau khi Tiêu Viêm phân phó xong mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở trên đó, Cốt U, Thiên Minh lão yêu cùng Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đều tụ tập lại cùng một chỗ, ánh mắt ngưng trọng đầy cảnh giác nhìn về phía hắn. Thấy ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Viêm nhìn lại đây, khuôn mặt ba người đều có chút cứng ngắc. Bọn hắn không ngờ được rằng, cục diện lại đột nhiên thay đổi như thế. Bằng vào cảm giác của mình, bọn hắn đương nhiên nhận ra được thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm. Một tinh đấu thánh, không phải là bán thánh, mà là đấu thánh thật sự. Bán thánh cùng đấu thánh chỉ đơn giản là trên lệch một chữ thôi nhưng lại là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Tuy nói rằng bán thánh cường giả cũng có thể tự xưng là đấu thánh, bọn họ cũng có thực lực vượt xa cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nhưng chính xác mà nói thì bọn họ chỉ có thể được tính là ngụy thánh. Chỉ có chân chính đạt tới cấp độ một tinh thì mới được gọi là đấu thánh chân chính. Bán thánh chia là sơ, trung, cao cấp. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng muốn vượt qua lại cực kỳ khó khăn. Giống như Cốt U kia đã tiến vào bán thánh mấy chục năm rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ hắn mới chỉ đạt tới cao cấp bán thánh. Mà Thiên Minh lão yêu còn ở cấp độ này lâu hơn nữa, nhưng cũng chưa đạt tới một tinh đấu thánh. Từ đấy là có thể thấy được sự chênh lệch to lớn giữa một tinh đấu thánh và cao cấp bán thánh rồi. Bởi vậy, khi ba người bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ dùng thời gian 2 năm ngắn ngủi đã trực tiếp đột phá đấu tôn. Hơn nữa, còn bỏ qua cấp độ bán thánh mà trở thành một tinh đấu thánh, thì bọn hắn có định lực lớn đến đâu cũng không nhịn được kinh hãi trong lòng. Phong cảnh ở tinh giới cũng không tồi. Được chôn cất ở đây cũng là một phần mộ tốt. Tiêu Viêm nhìn ba người kia, thân hình khẽ động liền xuất hiện trước mặt bọn hắn. Tiêu Viêm, ngươi đừng có kiêu ngạo. Một tinh đấu thánh thì sao chứ? Có tin bây giờ ta gọi người trong tộc đến xử lý ngươi không? Sắc mặt Cốt U trở nên âm trầm lạnh lẽo, mở miệng quát bảo. Trên mặt thì có vẻ cứng rắn như vậy nhưng trong lòng Cốt U lại đang phát run. Ở Hồn Điện, cường giả đấu thánh đều là tầng lớp cao nhất. Mấy lão già kia bình thường đều không thấy bóng người đâu. Trừ khi tộc trưởng tự mình gọi tới, nếu không bọn họ căn bản không nghe lời bất cứ kẻ nào. Đương nhiên, càng không phải Cốt U hắn có thể gọi tới là tới được. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm giống như suy nghĩ gì đó, khẽ gật đầu rồi vung tay lên. Một luồng dao động đáng sợ tràn ra, trong nháy mắt mảnh không gian ở nơi này liền bị bóp méo. Cứ như vậy,
bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra ngoài. Đám người kia có muốn sử dụng quyển trục không gian để chạy trốn thì cũng không được nữa rồi. Thấy những lời nói của mình ngược lại còn làm cho Tiêu Viêm phong tỏa không gian lại, sắc mặt Cốt U trở nên đen tối, xúc động đến suýt nữa muốn tự tát chính mình. Còn nhìn gì nữa chứ? Các ngươi tưởng rằng bây giờ hắn có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta hay sao? Tuy hắn là một tinh đấu thánh nhưng dù sao căn cơ cũng chưa vững. Ba người chúng ta liên thủ lại, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Cốt U cố nén loại xúc động này, nhìn Thiên Minh lão yêu ở bên cạnh đang trợn mắt nhìn, không khỏi mắng to. Bị Cốt U khiển trách một hồi, trong lòng Thiên Minh lão yêu cũng vô cùng nóng giận. Nếu như không phải Cốt U mở miệng can đoan rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hắn cũng sẽ không ra quyết định tấn công Tinh Vẫn Các. Kết quả thì cái gọi là tốt đẹp lại biến thành cục diện này. Nếu như tính tình hắn không âm trầm thì hắn đã sớm không nhịn được mà chửi ầm lên rồi. Mặc dù trong lòng nóng giận vô cùng, nhưng Thiên Minh lão yêu cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ. Ba người liên thủ thì may ra còn có đường sống, chứ nếu tách ra thì chắc chắn phải chết. Liên thủ. Thiên Minh lão yêu đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa, bàn chân đạp hư không, đấu khí ngập trời tuôn ra dữ dội. Chỉ lát sau, đấu khí đã ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ cao đến nghìn trượng ở phía sau hắn. Cốt U cùng Tam Thiên Tôn kia cũng vận chuyển đấu khí đến cực điểm. Nhất thời, cả mảnh không gian này nổi lên cuồng phong, mây đen hội tụ, giống như bão lớn chuẩn bị kéo về. Tiêu Viêm thản nhiên đứng nhìn ba người kia thi triển thủ đoạn, đôi mắt đen thăm thẳm giống như nước trong giếng sâu, không hề dao động. Nhưng mà ở tận sâu bên trong đôi mắt kia lại chậm rãi xuất hiện một tia hàn ý khiến lòng người ớn lạnh. Thiên Minh huyết trưởng, Vạn Hồn Thiên Tỏa. Khí tức của ba người bên phía Cốt U điên cuồng tăng vọt lên, đến cuối cùng đều đỏ mặt gầm lên một tiếng. Ba đạo kình phong sắc bén ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt chấn vỡ không gian quanh nó. Giống như ba con rồng đang giận dữ, điên cuồng rít gào lao về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt bình tĩnh nhìn công kích đáng sợ ẩn chứa toàn bộ lực lượng của ba người kia, Tiêu Viêm chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong con ngươi hiện lên thần thái kỳ dị. Ở thời điểm đột phá tới đấu thánh, ta có chút lĩnh ngộ. Hôm nay, liền lấy ba người các ngươi để tế chiêu. Theo sau âm thanh bình thản lạnh nhạt của Tiêu Viêm, từ trong bàn tay mạnh mẽ tuôn trào ra bốn loại hỏa diễm. Trong phút chốc, bốn loại hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, biến thành một vòng tròn bốn màu kỳ dị to đến trăm trượng. Vòng tròn chậm rãi xoay chuyển, bên trong hiện ra màu đen u ám. Loại hắc ám này còn đen hơn, thuần túy hơn cả hắc động trong không gian. Trong đó ẩn chứa một loại mùi vị của luân hồi. Vòng tròn hình thành trong bàn tay của Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng bay ra, đánh về phía của Cốt U. Chiêu này tên là Phật Nộ Luân Hồi. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, một ngọn lửa thật lớn tràn ngập mùi vị luân hồi, va mạnh vào luồng năng lượng kinh khủng của ba người Cốt U. Hai bên va chạm, uy thế đáng sợ như thiên thạch đụng nhau. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ lại là tiếng nổ mạnh trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Khi tiếp xúc với ngọn lửa kia, ba đạo năng lượng khổng lồ liền nhanh chóng tan rã như băng gặp lửa vậy. Dưới xoáy lửa này, dường như ngay cả không gian đều có dấu hiệu băng liệt. Chỉ ngắn ngủi vài giây, luồng năng lượng khổng lồ kia đã lặng lẽ hóa thành hư vô, biến mất trong mảnh thiên địa này. Mà xoáy lửa kia vẫn trôi nổi trên phía chân trời, chậm rãi chuyển động. Đây là đấu kỹ gì? Nhìn công kích của mình thậm chí còn không lay động nổi xoáy lửa kia, sắc mặt ba người Cốt U lại lần nữa trở nên khó tin. Ba người liên thủ, mặc dù không thắng nổi thực lực nhất tinh đấu thánh của Tiêu Viêm, nhưng cũng không đến mức thua thảm như vậy. Xoáy lửa quỷ dị kia thật quá mức đáng sợ. Dùng dị hỏa để sáng tạo ra đấu kỹ, tiểu tử này thật biết làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn xoáy lửa đang huyền phù trên bầu trời, khuôn mặt Dược lão cũng xẹt qua vẻ chấn động. Từ màu đen của xoáy lửa kia, lão cảm nhận được một mùi vị vô cùng đáng sợ. Nếu người bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng sẽ tan thành hư vô. Từ phương diện nào đó mà nói, đây mới thực sự là hủy diệt. Tên này quá mạnh, đi. Khóe mắt Cốt U hơi giật giật liếc về phía Tiêu Viêm, đang chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn họ. Trải qua lần giao thủ này, bọn họ đã hiểu mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Vừa dứt lời, Cốt U đã nhanh chóng xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra phía ngoài tinh giới. Mà phía sau hắn, Thiên Minh lão yêu và Tam Thiên Tôn hồn điện đều vội vàng đuổi theo. Thấy ba tên này đều chạy trốn, đám cường giả Minh Hà Minh đều sợ đến mức hồn phi phách tán. Tất cả vội vàng quay đầu chạy ra ngoài tinh giới như một đàn chó hoang. Tiêu Viêm đạm mạc nhìn những bóng người đang chạy trốn kia, chậm rãi phun ra một từ. Theo lời này phát ra, xoáy lửa khổng lồ trên trời chợt phun ra một cột sáng màu đen, lặng lẽ xuyên qua không gian giam cầm đám người Cốt U vào bên trong. Trong phạm vi bao quát của cột sáng, có không ít cường giả Minh Hà Minh đen đủi bị cuốn vào bên trong. Bọn họ đều kinh hãi phát hiện thân thể mình đang nhanh chóng phân giải dưới loại ánh sáng này. Một số cường giả vội vàng thi triển đấu khí, nhưng khi đấu khí xuất hiện thì sự sợ hãi trong mắt họ lại càng thêm nồng đậm. Bởi vì họ phát hiện khi đấu khí tiếp xúc với cột sáng kia thì cũng từ từ hóa thành hư vô. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Rốt cuộc đây là gì? Thân thể ba người cốt u được bao kín bởi đấu khí, ánh mắt kinh sợ nhìn ánh sáng màu đen xung quanh. Đấu khí trong cơ thể họ hùng hồn nên vẫn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng dựa theo tốc độ phân giải đấu khí này, chuyện bọn họ có kết cục giống những người khác chỉ là vấn đề thời gian. Mau rời khỏi cột sáng này. Thiên Minh lão yêu thấp giọng quát, trong giọng nói có chút sợ hãi. Đột phá đến bán thánh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Lời này không cần hắn nhắc nhở. Khi nhận thấy đấu khí đang bị cột sáng này, nhanh chóng phân giải thì sắc mặt Cốt U và Tam Thiên Tôn đều đã kịch biến. Hai người thi triển tốc độ lên đến cực hạn, định lao ra khỏi cột sáng. Đi được sao? Thấy cử động của ba người, Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ. Bàn tay nắm chặt về phía ba người, khoảng không gian nơi đó liền lập tức ngưng động, giống như một cái nhà giam vô cùng kiên cố. Tất cả đám đông đều bị trói bộc trong cột sáng kia. Trước kia, Tiêu Viêm thường xuyên bị cường giả có cảnh giới cao hơn hắn sử dụng chiêu này. Hiện giờ, thực lực tăng vọt lên nhất tinh đấu thánh, rốt cuộc hắn đã có thể hưởng thụ cái cảm giác thoải mái. Khi giơ tay nhấc chân là cả không gian ngưng động này. Đám người Cốt U điên cuồng công kích không gian ngưng kết kia. Nhưng thực lực của họ lại chênh lệch quá xa với Tiêu Viêm, muốn phá tan không gian này là điều không thể. Lại thêm xung quanh họ còn có ánh sáng màu đen kia, không ngừng phân giải đấu khí trong cơ thể, từ đó dẫn tới công kích của họ càng lúc càng yếu. Khắp tinh giới, nhìn thấy cảnh đám cường giả Minh Hà Minh điên cuồng dãy dụa trong vô vọng này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy vì thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm. Nhưng điều làm bọn họ cảm thấy may mắn là ít ra mình vẫn đứng ở bên Tiêu Viêm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ cột sáng, chỉ không đến một phút, trừ ba người Cốt U ra, thì tất cả những người còn lại đều đã bị phân giải thành hư vô, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trước loại ánh sáng màu đen này. Tiêu Viêm, tha cho ta, sau này Thiên Minh Tông sẽ là thế lực phụ thuộc của Tinh Vẫn Các. Điên cuồng công kích cũng không có hiệu quả, lại cảm giác được đấu khí trong cơ thể càng lúc càng suy yếu. Rốt cuộc Thiên Minh lão yêu cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng ngửa mặt hét to. Không cần thiết, Thiên Minh Tông không cần tiếp tục tồn tại. Khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn lãnh đạm như cũ, hắn chậm rãi lắc đầu nói, ta đã nói rồi, tinh giới là một nơi chôn xác không tồi. Tiểu tạp chủng, lão phu liều mạng với mày. Thấy đầu hàng cũng vô dụng, hai mắt Thiên Minh lão yêu đỏ vằn lên. Chỉ thấy vô số cột máu đột ngột phun ra từ các lỗ chân lông của hắn, thân thể cũng nhanh chóng phình to ra. Tên điên này. Thấy vậy, sắc mặt Cốt U nhất thời biến đổi, vội vàng lui lại phía sau cùng Tam Thiên Tôn. Trong những ánh mắt khiếp sợ, thân thể Thiên Minh lão yêu nhanh chóng bành trướng. Chỉ chốc lát sau đã nổ tung ra như một thùng thuốc nổ, bão năng lượng kinh khủng nhất thời thổi bung ra, đem không gian ngưng kết kia phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn luồng năng lượng khổng lồ đang khuếch tán kia. Thủ ấn chợt biến đổi, xoáy lửa lại bộc phát ra một lực hút kinh khủng, trực tiếp nuốt trọn tất cả bão năng lượng kia. Khi bão năng lượng biến mất, một đạo quang hoa cực kỳ mờ mịt lặng lẽ bắn ra. Nhưng nó cũng không bay về phía ngoài tinh giới, mà lại âm thầm lướt về phía một đệ tử Tinh Vẫn Các. Loại thủ đoạn này vô dụng với ta. Nhưng khi đạo quang hoa này sắp xông vào thân thể vị đệ tử Tinh Vẫn Các kia, thì không gian xung quanh bỗng động lại, một giọng nói lạnh lùng truyền xuống. Khi giọng nói lạnh lùng này vang lên thì một cột sáng lớn chừng nắm tay đột nhiên tách ra từ xoáy lửa. Lúc chạm vào đạo quang hoa mờ mịt kia, nó lập tức phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng vô cùng thảm thiết. Cuối cùng, tiếng kêu từ từ biến mất trước mặt vị đệ tử Tinh Vẫn Các đang đổ mồ hôi lạnh kia. Mọi người đều hiểu được, một vị bán thánh cao cấp đã vẫn lạc. Khi đạo quang mang kia tiêu tán, hai đạo thân ảnh chợt lao ra ngoài cột sáng như chớp giật. Đây rõ ràng là hai người Cốt U nương theo lực đẩy của Thiên Minh lão yêu tự bạo mà bay ra ngoài. Đứng lại cho ta. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, thân hình xuất hiện trước mặt hai người như ma quỷ, hai tay nhẹ nhàng đánh ra. Nhưng hai trưởng nhìn như không có chút lực lượng này lại làm cho Cốt U và Tam Thiên Tôn vô cùng kinh hãi. Bởi vì họ phát hiện ra rằng khi trưởng phong lướt đến thì thân thể họ đã không thể nào nhúc nhích. Nhìn bàn tay đang nhanh chóng đánh đến, trong mắt Cốt U cũng xẹt qua một chút dữ tợn. Đột nhiên, hắn kéo mạnh Tam Thiên Tôn bên cạnh, đẩy tên này về phía trước rồi thân hình mượn lực lùi nhanh về phía sau. Trưởng phong của Tiêu Viêm nhẹ nhàng đánh lên thân thể Tam Thiên Tôn. Ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc, thân thể tên kia liền đỏ đậm lên, một sức nóng kinh khủng chợt trào ra từ trong người làm hắn điên cuồng gào thét. Nhưng tiếng gào vừa truyền ra, thì ngọn lửa đã trào ra từ thất khiếu. Dưới sức nóng kinh khủng như vậy, thân thể Tam Thiên Tôn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thấy một trưởng của Tiêu Viêm kinh khủng như vậy, Cốt U cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Lúc này, hắn cảm thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm còn đáng sợ hơn cả ác ma. Nuôi hổ gây họa, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta đã trực tiếp thanh trừ tên nhãi này rồi. Trong lòng Cốt U vô cùng hối hận, từ nhiều năm trước hắn đã có cơ hội bắt Tiêu Viêm. Nhưng lúc đó hắn coi thường thực lực của đối phương quá yếu nên đẩy cho người khác. Hắn đâu ngờ rằng lần đưa đẩy này lại đẩy luôn cả cái mạng của mình. Đi cùng hắn đi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Cốt U, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt tên kia, sau đó đánh ra một chưởng. Đối mặt với bàn tay thon dài của Tiêu Viêm,
cả người Cốt U đều cảm thấy lạnh lẽo như lọt vào hầm băng. Trưởng phong của Tiêu Viêm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi bàn tay hắn sắp đánh lên thân thể Cốt U, thì không gian bên cạnh đột ngột chấn động. Một cánh tay khô héo như chỉ có da bọc xương nhanh chóng thò ra từ không gian. Đấu thánh của hồn tộc, rốt cuộc cũng hiện thân rồi sao? Khi cánh tay đen ngòm kia xuất hiện, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại. Cánh tay đen xì thò ra từ trong không gian hư vô bắt đầu mò mẫm xung quanh. Cánh tay đó nhìn khô quắt giống như chỉ còn da bọc xương vậy. Trên làn da của nó mơ hồ có thể nhìn thấy một số hoa văn hắc khí quỷ dị. Cánh tay này vừa xuất hiện thì dường như làm cho ánh sáng trở nên ảm đạm u ám. Một luồng hấp lực quỷ dị chậm rãi tràn ra, hấp dẫn linh hồn con người. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, ý niệm trong đầu vừa chuyển, hỏa diễm trôi nổi giữa không trung cách đó không xa bỗng nhanh chóng lao tới. Cuối cùng quầng lửa bao bọc lên nắm tay. Sau đó hắn đánh một quyền thật mạnh vào chỗ cánh tay màu đen vừa xuất hiện. Hỏa diễm màu đen va chạm với cánh tay đen thui, hàng loạt tia sáng màu đen dày đặc bùng nổ, vây kín lấy bàn tay đó. Đối mặt với tia sáng màu đen, chủ nhân cánh tay này rõ ràng bắt đầu cẩn thận hơn. Hoa văn trên cánh tay nhanh chóng nhấp nháy rồi bạo xuất giống như rắn độc vừa mới tỉnh dậy, nó va chạm với tia sáng màu đen. Sau đó chúng tự nhiên biến mất không một tiếng động. Cánh tay màu đen đột nhiên mạnh mẽ xông về phía trước đẩy lùi hỏa diễm. Không gian hư vô nhanh chóng khuếch tán, hấp lực tuôn ra mãnh liệt, hút Cốt U vào bên trong. Còn muốn chạy? Thấy thế, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh dần. Mặc dù không hiểu vì sao vị đấu thánh của hồn điện này không chịu hiện thân, nhưng hắn cũng không muốn kẻ này cứu Cốt U. Tiêu Viêm vội tiến lên trước, ngón tay nhanh như chớp điểm mấy cái lên thân thể Cốt U. Làn da ở những chỗ đó liền nổ ra, đấu khí hùng hồn chậm chậm xoay quanh cơ thể Cốt U, cũng không hề có chút ảnh hưởng nào. Đối với loại kình phong nóng cháy do Tiêu Viêm tạo ra, trên người bị Tiêu Viêm đâm vài lỗ máu, Cốt U rú lên thảm thiết, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ở tại chỗ này, đối với tiếng kêu thảm thiết thê lương của Cốt U, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay vung mạnh giống như bôn lôi điểm vào trán hắn. Nếu như chúng phải đòn, lực đạo kinh khủng này chắc chắn sẽ làm cho đầu của Cốt U vỡ nát giống như dưa hấu bị rơi xuống đất. Tiểu bối, dám được nước lấn tới hả? Dưới sát chiêu của Tiêu Viêm, bên trong không gian hư vô truyền ra tiếng quát lạnh đầy già nua. Cánh tay đang nắm lấy bả vai Cốt U liền dùng lực, vội vã kéo hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, vị đấu thánh thần bí kia tiếp tục xuất ra một cánh tay đen xì khô quắt khác va chạm thật mạnh với một chỉ của Tiêu Viêm. Từ chỗ va chạm tràn ra một luồng năng lượng phong bạo đáng sợ. Chỉ trong giây lát, hơn 100 trượng không gian hư vô ở xung quanh trực tiếp bị sụp đổ. Tiêu Viêm lui lại vài bước, ổn định thân hình, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn cánh tay đen thui kia, lúc này đã trở thành màu đỏ tím, có lẽ là do dị hỏa gây nên. Tiểu bối, đừng vội đắc ý, không ngờ ngươi đã mạnh đến thế này, hồn tộc ta đúng là thất sách. Nhưng chớ có tưởng rằng đạt tới đấu thánh là giỏi, muốn cứu phụ thân Tiêu Chiến của ngươi thì tới hồn giới đi, lão phu chờ ngươi. Hắc khí lượn lờ trên cánh tay đen thui đó, một hồi rồi nhanh chóng lùi vào bên trong không gian hư vô. Cùng lúc đó một thanh âm già nua âm lãnh truyền ra. Yên tâm, ta sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tiêu Viêm nhìn không gian hư vô còn chưa khép lại cười lạnh lùng. Hắn không lỗ mãng mà xông vào trong đó, bởi hắn cũng biết đôi điều về thực lực của hồn tộc. Mặc dù hiện tại đạt tới đấu thánh, nhưng không có nghĩa là hắn đã vô địch không cần kiêng nể ai. Năm đó tổ tiên Tiêu Huyền với thực lực đấu thánh đỉnh phong, còn bị hồn tộc quần ẩu mà ngã xuống, huống chi một tiểu tử nhất tinh đấu thánh như hắn. Đương nhiên, cho dù thua người cũng không thua trận. Cho dù trong lòng Tiêu Viêm có chút kiêng kỵ nhưng ngoài miệng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Cuồng vọng tự đại, nếu không phải một vài hạn chế, thì hôm nay lão phu đã hiện thân chém giết ngươi để sau này đỡ phiền toái rồi. Nghe Tiêu Viêm cười lạnh, người trong không gian hư vô giận dữ quát lạnh một tiếng. Sau đó, hắn không tiếp tục kéo dài nữa, một luồng hắc khí từ bên trong khe nứt không gian tuôn ra, trong chớp mắt cái khe tự động thu nhỏ lại rồi biến mất. Tiêu Viêm, cho dù ngươi dãy dụa như thế nào, thì cuối cùng ngươi vẫn sẽ trở thành tù nhân của hồn tộc ta mà thôi. Tổ tiên của ngươi cũng thế, mà ngươi cũng không thể trốn thoát. Sau khi không gian hư vô biến mất, một thanh âm lạnh lẽo âm u như có như không xuyên qua không gian truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng nhìn không gian hư vô biến mất. Ánh mắt hắn lóe lên những tia sáng, cường giả của hồn tộc quả nhiên quỷ dị khó lường, không gian tinh giới sớm đã được hắn phong tỏa. Vậy mà vẫn bị hồn tộc phá vỡ xông vào cứu Cốt U đi. Người vừa rồi ít nhất cũng là đấu thánh đỉnh phong, không biết có phải là đại thiên tôn hay không. Tiêu Viêm thầm nhủ, hiện giờ hắn chỉ là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, so với kẻ kia còn yếu lắm. Nhưng mượn sự trợ giúp của dị hỏa mà, nếu thật sự đánh nhau thì Tiêu Viêm cũng không sợ hắn. Hiện giờ ta đã đột phá tới đấu thánh, hồn tộc sẽ không coi thường ta như trước. Nếu bọn họ muốn dùng thủ đoạn gì cũng phải phái cường giả chân chính tới. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, trong lòng tự nhủ phải cẩn thận hơn. Hắn có dự cảm lần sau khi dụng độ hồn tộc sẽ là một trận ác chiến. Khẽ thở dài gác lại suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Viêm xoay người lại nhìn về phía các đệ tử và trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Giờ phút này,
bọn họ vẫn còn bị khí thế chiến đấu vừa rồi chấn nhiếp đến ngây người. Các vị trưởng lão, mọi người nhanh chóng thu dọn tàn cục, những người bị thương nhanh chóng chữa trị đi. Còn các đệ tử khác vẫn tiếp tục thao luyện như cũ. Tiêu Viêm từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tinh giới, thanh âm bình thản truyền vào tai mỗi người. Nghe vậy tất cả mọi người đồng thanh đáp, không nghi ngờ gì nữa, danh vọng của Tiêu Viêm ở Tinh Vẫn Các bây giờ giống như mặt trời giữa trưa. Thực lực đấu thánh đủ để khiến bất kỳ kẻ nào vui lòng phục tùng. Nhìn dòng người bắt đầu di chuyển, thân hình Tiêu Viêm di chuyển, xuất hiện trên một khoảng sân rộng. Lúc này, sắc mặt đám người Dược Lão và Thải Lân đã tốt hơn rất nhiều. Hẳn là do đan dược đã có tác dụng tốt. Lão sư, Thải Lân, không sao chứ? Tiêu Viêm bước nhanh về phía trước hỏi. Ha ha, không có gì đáng ngại. Dược Lão cười to khoát tay áo, ánh mắt lão vui mừng nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt không thể che giấu được sự mừng rỡ. Lúc này, ngươi cuối cùng cũng đã vượt xa vi sư rồi. Dược Lão cảm thán nhẹ giọng nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm, hắn còn đang mang cái tên phế vật làm gia tộc nhục nhã. Thế mà mới qua nhiều năm sau, thiếu niên năm đó đã dùng nghị lực khiến cho người khác chấn động, từng bước đi tới đỉnh cao. Những áp lực và khổ sở mà hắn phải thừa nhận có lẽ, chỉ có chính lão là rõ ràng nhất. Năm tháng đi qua, chim ưng con cuối cùng đã bay lượn ở 9 tầng trời. Hắn của ngày hôm nay, rốt cuộc đã gia nhập vào tầng lớp cao nhất của đấu khí đại lục. Cự phách một phương, luyện đan tông sư, thiếu niên bị mang danh phế vật năm đó đã từng bước giành lấy vinh quang, khiến cho những kẻ mệnh danh là thiên tài cũng phải cúi đầu xấu hổ. Người vừa xuất thủ hẳn là đấu thánh của hồn điện. Dược lão ngẩng đầu lên hỏi. Vâng, hắn rất mạnh, chỉ là hình như hắn còn cố kỵ điều gì đó cho nên không dám hiện thân. Tiêu Viêm gật đầu rồi chần chừ đáp. Đối với điều này, Dược lão cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu vị đấu thánh hồn tộc đó hiện thân ra tay, thì chắc chắn Tiêu Viêm sẽ phải khổ chiến. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc là người đó không chịu xuất hiện, bỏ mặc mọi công kích của Tiêu Viêm, chỉ một mực đi cứu Cốt U. Chắc hẳn kẻ này phải chịu điều hạn chế gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Dược lão cũng chỉ có thể nói như vậy. Tiêu Viêm gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nói. Chúng ta về trong các trước đã, sau đó rồi hãy nói đến chuyện xảy ra trong 2 năm nay. Được. Dược lão gật gật đầu, được Tiêu Viêm đỡ dậy, sau đó đoàn người nhanh chóng đi về phía chủ các trong tinh giới. Trong một tòa đại điện của Tinh Vẫn Các, Dược lão và đám người Tiêu Viêm cùng ngồi xuống bàn, im lặng nghe Tiểu Y Tiên kể lại mọi chuyện trong 2 năm vừa qua. Nghe tới sự kiện Minh Hà Minh do Thiên Minh Tông cùng một vài môn phái có thế lực liên hợp mà thành, khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn ý. Hôm nay Thiên Minh lão yêu vẫn lạc trong tay của ngươi, hơn nữa còn có đại bộ phận cường giả Minh Hà Minh cũng chết rồi. Bọn họ đã không còn đáng ngại nữa, chỉ là có cừu không báo thì chúng ta có vẻ quá mềm yếu rồi. Sau khi thu thập tàn cục ở tinh giới xong, ta sẽ tự mình dẫn người đi diệt tận gốc chúng. Mấy tông phái gia nhập Minh Hà Minh, một kẻ cũng không được buông tha. Trong mắt Dược lão lóe ra hàn quang, lúc này nếu như không phải là Tiêu Viêm xuất quan đúng lúc, thì chỉ sợ Tinh Vẫn Các đã bị hủy trong tay Minh Hà Minh. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một lát sau hắn chậm rãi nói. Hiện giờ Minh Hà Minh coi như là chuyện nhỏ. Lấy thực lực của Tinh Vẫn Các, chúng ta hiện nay vẫn không thể đối kháng được với hồn tộc. Xem ra chúng ta cũng nên học một ít thủ đoạn của Thiên Minh Tông, liên hợp một đại liên minh chân chính thôi. Liên minh. Nghe vậy, mấy người Dược lão liền ngẩn người ra rồi, chợt đăm chiêu như nghĩ tới điều gì đó. Không nói tới hồn tộc, chỉ thực lực của đám hồn điện thôi cũng đủ để cho Tinh Vẫn Các phải nhìn lên. Tinh Vẫn Các chúng ta cùng bọn chúng như nước với lửa, không thể chung đụng, nên chuyện sau này phải sống mái với nhau chắc chắn sẽ xảy ra. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng nói, nhìn lại thực lực của Tinh Vẫn Các chúng ta. Nếu chuyện đó thực sự xảy đến thì tỷ lệ thua sẽ vô cùng lớn, cho nên chúng ta phải tìm kiếm đồng minh. E rằng việc này sẽ rất khó. Thế lực của hồn điện quá mạnh mẽ, ngoại trừ chúng ta ra thì còn ai dám đối đầu với bọn chúng. Thải Lân khẽ nhíu mày, hỏi. Chính bởi vì hồn điện quá mạnh cho nên chúng ta mới có cơ hội. Tiêu Viêm cười cười, đáp. Vì thu thập linh hồn, bọn chúng đã làm không ít việc nhân thần công phẫn, ví như đan tháp hận thấu xương bọn chúng. Nếu không phải có chút kiêng kỵ thực lực của hồn điện, thì họ đã sớm triệu tập nhân thủ mà đánh một trận rồi. Việc hồn điện thích làm nhất chính là thu thập những linh hồn cường đại, mà người có linh hồn cường đại thì hầu hết đều là luyện dược sư. Trong những năm gần đây, không biết đã có bao nhiêu luyện dược sư tại Trung Châu bị hồn điện âm thầm hạ thủ. Mà những chuyện này đương nhiên không thể thoát được mạng lưới tình báo của đan tháp, có điều họ vẫn đang nhẫn nhịn mà thôi. Thực lực của đan tháp đích thật không kém bao nhiêu, nhưng tam cự đầu của đan tháp chẳng qua cũng chỉ có đấu tôn đỉnh phong. Nếu với thực lực đó thì đối với hồn điện mà nói cũng không phải là một sự uy hiếp lớn lao gì. Tiểu Y Tiên lên tiếng, có vẻ e dè. Đây cũng chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi, nếu như vậy thì đan tháp đâu thể trở thành thánh địa trong lòng luyện dược sư được. Rồi lại còn xếp ngang với hồn điện nữa chứ. Dược lão đột nhiên lắc đầu, chậm rãi nói. Đối với đan tháp, đương nhiên lão là người hiểu nó hơn hết. Hơn nữa, trong 2 năm Tiêu Viêm bế quan,
lão già Huyền Không Tử cuối cùng đã đột phá đến bán thánh. Mặc dù chỉ là bán thánh sơ cấp nhưng cũng coi như tiềm lực tăng mạnh rồi. Huyền Không Tử tiền bối đã đột phá đến bán thánh rồi sao? Nghe Dược lão nói vậy, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói. Hình như con từng nghe Huyền Không Tử tiền bối nhắc tới việc ba cự đầu bọn họ đã từng giao thủ với điện chủ hồn điện. Nếu là lúc trước, khi hắn còn chưa hiểu rõ hồn điện thì có lẽ sẽ tin, nhưng hiện tại thì hắn lại có chút hoài nghi. Trong hồn điện, chỉ là nhị thiên tôn thôi cũng đã có thực lực bán thánh cao cấp. Vậy điện chủ thần bí khó lường kia tất nhiên sẽ cao tay hơn cả Cốt U rồi. Với thực lực như vậy thì ba người Huyền Không Tử sao có thể là đối thủ của hắn được. Ha ha, đây đúng là sự thật, có điều người họ đối đầu không phải bản thể chân chính của điện chủ hồn điện, mà là linh hồn của hắn nhập vào thân thể của một vị cường giả hồn điện mà thôi. Dù là như vậy, ba người họ cũng đã thất bại nặng nề, cho nên con đừng nhắc tới trước mặt bọn họ, tránh cho bọn họ khó xử. Nhắc đến chuyện này, Dược lão bật cười nói. Tiếng cười vừa dứt thì Dược lão đưa mắt nhìn về phía mấy người tiểu y tiên, rồi nói tiếp. Người bình thường chỉ biết tới đan tháp, nhưng không biết rằng bên trong đan tháp còn có một cái tiểu đan tháp. Tiểu đan tháp. Nghe những lời đó, không riêng gì đám người tiểu y tiên ngơ ngác không hiểu, mà ngay cả Tiêu Viêm cũng hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ nghe cái tên tiểu đan tháp. Người có thể tiến vào tiểu đan tháp này không được bao nhiêu, Tiêu Viêm trước kia chắc có thể miễn cưỡng đạt được tư cách đó. Dược lão cười cười, nói tiếp, bởi vì muốn tiến vào tiểu đan tháp thì phải đạt được một yêu cầu, đó chính là phải luyện chế được bát phẩm đan dược. Thất sắc đan lôi và đồng thời, linh hồn phải đạt tới linh cảnh. Đòi hỏi thất sắc đan lôi và linh hồn đạt tới linh cảnh, đúng là quá khắt khe mà. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Lúc trước khi hắn đột phá đến đấu thánh, luyện chế đan dược thất sắc đan lôi đúng là khá miễn cưỡng. Cho nên mới nói, với trình độ trước đó của hắn thì chưa hẳn đã đủ tư cách tiến vào tiểu đan tháp. Người trong tiểu đan tháp này mới thật sự là lực lượng chân chính của đan tháp. Và cũng bởi vì có sự hiện hữu của họ mà hồn điện mới chưa dám làm gì quá đáng đối với đan tháp. Ở trong đó có một số lão yêu quái, tất cả đều ở vai vế cực cao, cho dù là ta gặp cũng phải cúi người hành lễ. Dược lão cười nhạt, nói. Mặt khác, trước đây ta cũng đã từng ở trong tiểu đan tháp, nhưng vì không quen với bầu không khí trong đó nên đã rời khỏi. Quy định của tiểu đan tháp cũng không quá nghiêm ngặt, ra thì dễ nhưng vào thì khó. Tiêu Viêm thầm tặc lưỡi, đan tháp quả nhiên không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Vì thế lực có thể sánh ngang với hồn điện thì cũng không phải hạng soàng xĩnh gì. Nhưng việc liên minh mà con nói quả thật là có thể thực hiện được. Mối quan hệ giữa đan tháp với hồn điện có thể nói là tồi tệ, vì người bên trong tiểu đan tháp rất có ác cảm với bọn chúng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng. Năm đó, khi tiểu đan tháp phát triển vô cùng rực rỡ, tháp chủ thời bấy giờ đã từng đích thân nhận một người đệ tử. Chỉ trong 40 năm ngắn ngủi, người đệ tử này đã vượt mặt rất nhiều lão nhân có tư cách và kinh nghiệm sâu xa hơn hắn gấp nhiều lần. Nhưng sau đó, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, thân phận thật sự của hắn đã bại lộ và không ai ngờ rằng hắn chính là người do hồn tộc phái tới. Sau khi sự việc bại lộ, tháp chủ vẫn niệm tình thầy trò mà tha cho hắn. Nhưng tên ác nghiệt táng tận lương tâm kia đã âm thầm liên hợp với cường giả hồn tộc ra tay ám sát tháp chủ. Dược lão khẽ thở dài, xúc động kể lại. Nghe kể vậy, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ thương cảm cho vị tháp chủ kia, số phận của hắn còn thê thảm hơn Dược lão rất nhiều. Năm đó, cũng bởi vì chuyện này mà giữa đan tháp và hồn điện đã xảy ra một trận đại chiến. Nhưng cuối cùng lại bị tổn thất thảm trọng, cho nên phải đè nén lại sự hận thù trong lòng. Sự thù hận này không những không phai nhạt theo thời gian mà ngày càng sâu đậm hơn, Dược lão nhẹ giọng nói tiếp. Cho nên mới nói, việc chúng ta muốn liên minh với bọn họ để đối phó hồn điện cũng không phải là không được. Tiêu Viêm gật đầu hiểu ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu như thật sự có thể lôi kéo đan tháp tạo thành liên minh, thì thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Không chừng có thể gia nhập vào hàng ngũ 6 thế lực siêu cấp trên đại lục. Sau này, cho dù hồn tộc muốn động thủ thì ắt sẽ phải dè chừng mà suy nghĩ lại. Đừng có vui mừng quá sớm. Mặc dù tiểu đan tháp oán hận hồn điện, nhưng muốn những lão già ngoan cố này đồng ý liên minh cũng không đơn giản đâu. Nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của Tiêu Viêm, Dược lão liền dội một gáo nước lạnh. Cho dù có được hay không, nói tóm lại là vẫn phải thử. Tiêu Viêm cười cười đáp. Dù tỷ lệ thành công không cao nhưng nhất định phải thử, nếu không, bằng vào tinh vẫn các thì không thể nào chống trả hồn điện được. Chờ xử lý xong mọi việc trong tinh vẫn các, ta sẽ đi cùng con đến đan tháp một chuyến. Dược lão vuốt nhẹ chòm râu, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, giao tình của Dược lão với đan tháp tốt hơn hắn rất nhiều, có lão nhân ra ra mặt thì việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngoại trừ đan tháp ra, có lẽ chúng ta vẫn nên mượn sức Hoa Tông cùng phần Viêm Cốc. Bọn họ có danh vọng rất cao tại Trung Châu, nếu có thể cùng gia nhập liên minh, thì tất nhiên sẽ kéo theo những tông phái đã từng bị hồn điện hãm hại gia nhập vào. Nếu những lực lượng này hội tụ lại một chỗ thì cũng là một điều đáng sợ, Thải Lân suy tính. Nàng đã từng trải qua việc chỉnh hợp Viêm Minh, tự nhiên rất hiểu rõ những kiểu liên minh như vậy sẽ mang đến một lực lượng vô cùng cường đại. Ở trong Hoa Tông có hai vị thái trưởng lão đã nhiều năm chưa từng lộ diện.
Cả hai đều có thực lực bán thánh, cho dù là đệ tử Hoa Tông bình thường cũng không hề biết đến sự hiện hữu của bọn họ. Dược lão thản nhiên cười nói, hai bà già này đã từng nợ ta một món nợ ân tình, lại thêm quan hệ của ngươi với Vân Vận, muốn Hoa Tông gia nhập liên minh cũng không khó. Nghe nói đến trong Hoa Tông còn có hai vị cường giả cảnh giới bán thánh ẩn tàng, Tiêu Viêm cũng thật không ngờ tới. Lúc trước hắn có đến Hoa Tông, nhưng lại không có cảm nhận được sự hiện hữu của hai người đó. Ha ha, có thể đặt chân vào truyền thừa tại Trung Châu lâu như vậy, thì làm sao lại không có một chút nội tình chứ? Cũng như Thiên Minh lão yêu của Thiên Minh Tông vậy. Dược lão cười cười, năm đó lão giao du rất rộng rãi. Vì vậy đối với việc các tông phái có cao thủ ẩn tàng này, lão rõ ràng như lòng bàn tay. Về phần Viêm Cốc cũng không đơn giản như bề ngoài của nó. Con chỉ cần nhớ là người sáng lập phần Viêm Cốc cũng cường hãn không thua kém gì tổ tiên con đâu. Theo ta được biết, bên trong phần Viêm Cốc cũng có một vị lão tổ tồn tại, thực lực đạt tới bán thánh cao cấp. Còn bây giờ đã đạt tới đấu thánh chân chính hay chưa, cái đó ta cũng không rõ lắm, nhưng vào năm đó, thanh danh của hắn hiển hách vô cùng. Khóe miệng Tiêu Viêm hơi giật giật, lúc này hắn mới hiểu được trước kia mình đã đánh giá quá thấp các tông phái lâu đời ở Trung Châu. Có thể phát triển và truyền thừa đến mức này thì đâu có ai là kẻ đơn giản. Vị cường giả ở phần Viêm Cốc kia tính tình có chút quái dị, đã nhiều năm không màng đến thế sự. Nhưng muốn hắn đáp ứng gia nhập liên minh không phải là không có cách. Dược lão khẽ mỉm cười, nói. Lão nhân này, lúc trẻ đã từng bị thương nặng để lại di chứng, nếu như có thể giải quyết vấn đề này. Thì với tính tình của hắn, tất nhiên sẽ đồng ý việc phần Viêm Cốc gia nhập liên minh. Nghe vậy, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nóng rực. Lúc này, thực lực của những thế lực có thể gia nhập liên minh đều vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như cuối cùng có thể gom họ vào thành một đại liên minh mà nói, sau này nhất định sẽ trở thành một thế lực siêu cấp tại Trung Châu. Việc liên minh phải hoàn thành trước khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, chắc chắn hồn tộc sẽ không bỏ qua một kỳ hỏa như Tịnh Liên yêu hỏa này. Đến lúc đó, nếu như không có vốn liếng thật sự thì lấy gì mà đi tranh giành với bọn chúng? Chỉ dựa vào một mình hắn thì rõ ràng không có nắm chắc, vì dù hổ có mạnh đến đâu cũng không thể một mình đấu lại đám sói. Đương nhiên, Tiêu Viêm sẽ không dẫm lên vết xe đổ mà Tiêu Huyền mắc phải. Cho nên phải nhanh chóng giải quyết chuyện liên minh này. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 197 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.